Rồi, các bạn thấy máy của thầy chưa các bạn ơi? Chúng ta sẽ ghi cho thầy bài số 5, bài quản lý tài liệu dài. Những cái dạng tài liệu như thế này, catalog, sách báo, tạp chí, thì chúng ta sẽ quản lý các cái vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất là header footer. Header footer là gì các bạn? Header là cái tiêu đề lặp đi lặp lại ở đầu tài liệu. Footer là cái tiêu đề lặp đi lặp lại ở cuối tài liệu. Cái gì mà lặp đi lặp lại trên nhiều trang chúng ta sẽ gọi là header và footer. Thì cái phần header footer các bạn thiết kế ở trang nào các bạn? Trang nội dung hay trang master? Header footer mình thiết kế ở trang nội dung hay là trang master? Trang master thầy ơi. Ừ, trang master các bạn ha. Rồi, cái quản lý tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ quản lý mục lục. Quản lý mục lục. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào số 1 nhỏ. Đó là quản lý header và footer. Thứ nhất là chúng ta bàn với nhau là có bao nhiêu loại header và footer. Loại thứ nhất là nó sẽ giống hệt nhau trên tất cả các trang của tài liệu. Thì lúc này các bạn sẽ tạo cái kiểu đó là trang đơn. Trang đơn là khi mình nhấn Ctrl N mình bỏ check cái chữ facing page á. Các bạn nhớ không? Đây các bạn, loại thứ nhất là header footer giống hệt nhau trên tất cả các trang. Đó, thì lúc này các bạn sẽ tạo tài liệu mới bằng cách nhấn Ctrl N, bỏ check cái chữ facing page, thì tài liệu của các bạn nó sẽ như thế này. Tài liệu của các bạn là nó sẽ xếp theo một hàng từ trên xuống dưới. Một cột từ trên xuống dưới, xin lỗi. Còn cái phần header footer các bạn sẽ double click vào trang master các bạn thiết kế. Bây giờ thầy sẽ đi vào cái kiểu đầu tiên các bạn nha. Thầy sẽ minh họa cho các bạn cái kiểu đầu tiên. Chúng ta sẽ mở InDesign lên các bạn. Chúng ta tạo file mới, file new. Chọn cho thầy một cái trang với kích thước rộng 200, cao là 300. Tổng số trang của chúng ta là 100 trang. Và chúng ta sẽ tài liệu của mình này, mình tạo 100 trang các bạn, mình bỏ check vào facing page là nó sẽ đứng một cột như thế này. Các bạn check review để các bạn coi nha. Đây. Đó. Rồi lúc này các bạn chừa cho thầy cái blitz bằng 3 mm, rồi các bạn create. Đây là kiểu tài liệu thứ nhất, tài liệu trang đơn. Cho phép mình tạo cái header và footer giống nhau trên tất cả các trang. Mà để tạo header footer các bạn sẽ double click vào trang master. Nhớ double click, còn nếu mình click dày á nó vẫn là ở trang 1. Các bạn có thể xem, các bạn nhìn góc dưới này, nó đang ở trang 2 nha. Các bạn double click vô. Đây nó hiện lên, đây là A master, có nghĩa là chúng ta đang ở trang master. Rồi. Chúng ta thiết kế nè các bạn, ví dụ chúng ta thiết kế đây là header nè. Đó, thầy sẽ vẽ đại một cái hình ảnh nào đó. Thầy khỏi gõ nội dung nha, để mình hiểu bài trước cái đã. Còn phần bên dưới này là footer nè. Thì lúc này các bạn sẽ đánh số trang tự động cho thầy. Đánh số trang tự động thì mình sẽ kẻ cái khung. Sau đó mình sẽ chọn là gì các bạn? Type, chọn lệnh gì các bạn? Insert pixel character, chọn gì các bạn? Chọn marker, chọn gì nữa các bạn? Chọn hàng thứ nhất current page number. Current page number. Kiểu các bạn. Đó. Rồi nó hiện chữ A có nghĩa là nó sẽ đánh số trang tự động á. Lúc này các bạn sẽ chọn vào đây, các bạn chọn một cái màu. Các bạn canh giữa cái chữ nè. Chữ ở dưới nè, chữ ở giữa nè, chữ ở trên nè, chữ ở giữa nè. Rồi các bạn dùng công cụ test, các bạn canh theo chiều ngang. Đó. Như thế là chúng ta sẽ được một cái header và một cái footer. Đây các bạn double click bên dưới này các bạn coi. Nha các bạn thấy không? Nó có một loại giống hệt nhau ở tất cả các trang. Thì lúc này khi các bạn tạo mới, các bạn bỏ check facing page là xong. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái dạng thứ hai. Dạng thứ hai các bạn nha. Đó. Dạng thứ nhất là các bạn bỏ check facing page là trang đơn, nó sẽ giống nhau ở tất cả các trang. Bây giờ mình sang dạng thứ hai. Đó là dạng header footer khác nhau theo trang chẵn và trang lẻ. Để tạo cái trang khác nhau theo trang chẵn và trang lẻ thì các bạn bỏ check facing page. Xin lỗi, các bạn check facing page thì nó sẽ trở thành trang đôi.
Đó, trang đôi thì nó sắp xếp như thế này các bạn. Dãy trang chẵn nằm bên trái, dãy trang lẻ nằm bên tay phải. Và khi các bạn thiết kế cho trang master thì trang bên trái sẽ quy định hết cho những cái trang chẵn, trang bên phải sẽ quy định hết cho những cái trang lẻ, kịp không? Cho nên với cái kiểu trang master này nó sẽ cho phép chúng ta tạo header và footer của cái trang chẵn khác với trang lẻ, trang chẵn khác với trang lẻ. Và bây giờ thầy chuyển ra đây, thầy sẽ tạo một cái file nữa cho các bạn coi. Nhấn Ctrl N tạo file mới các bạn. Check vào cái chữ facing bay. Đây các bạn, facing bay là tạo hai cột. Các bạn nhìn thấy không? Cột master bên trái sẽ quy định cho tất cả những cái trang chẵn. Cột master bên phải quy định cho tất cả những cái trang lẻ. Các bạn theo kịp không? Thì lúc này á, các bạn sẽ double click vào trang master. Các bạn nhìn bên dưới này thấy A master là đúng rồi đó nha. Vậy thì ví dụ trang bên đây thầy sẽ quy định như thế này. Kịp chưa? Đó, thầy gán màu cho nó. Còn trang bên đây thầy sẽ quy định như thế này. Rồi bên dưới này mình cũng sẽ đánh số trang tự động. Đánh số trang tự động thì đơn giản mình sẽ vẽ khung. Sau đó chọn Type, Insert, Pixel Character, chọn Marker, Current Page Number. Đó, vậy là mình có số trang tự động. Mình canh chữ ở giữa, chọn màu. Đấy, chọn vào cái text, canh giữa, chọn cho nó màu sáng luôn ha, màu trắng. Lúc này các bạn giữ Alt Select, các bạn copy qua. Thấy chưa nè. Đó. Và bây giờ các bạn xuống trang bên dưới này các bạn coi. Đây các bạn. Kìa chưa? Trang chẵn khác với trang lẻ. Trang đầu tiên á, thường nó là trang bìa. Trang bìa thì không có header, footer. Cho nên các bạn lượm trang nên các bạn bỏ xuống. Trang số 2 á, là trang mục lục. Trang mục lục thì không có cái header, không có ghi là tên chương gì hết, nhưng mà nó có đánh số trang. Cho nên các bạn muốn chọn cái màu hồng này các bạn bỏ mà giữ số 2 nè. Thì các bạn sẽ giữ phím Ctrl Shift, các bạn lít chọn vào cái màu hồng. Vậy là các bạn xóa được. Nha, nhắc lại các bạn muốn bỏ một cái thành phần header footer trên trang nội dung thì các bạn đè Ctrl Shift, sau đó các bạn chọn rồi các bạn xóa đi. Bây giờ mình lỡ xóa mình lại muốn lấy lại thì làm sao? Đơn giản lấy cái trang master mình thả xuống là nó có trở lại. Lấy trang master thả xuống. Đó, còn bỏ đi là giữ Ctrl Shift, quét chọn xóa đi. Kịp chưa? Trang cuối cùng của các bạn là trang bìa cuối, cho nên các bạn lượm trang nên các bạn bỏ xuống. Tương tự tài liệu này cũng vậy thôi. Trang số 1 chúng ta sẽ bỏ vào đây là trang nên để thiết kế trang bìa. Trang số 2 mình sẽ bỏ cái phần header giữ footer thôi. Bấm Ctrl Shift chọn xóa đi. Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đi vào kiểu số 3. Kiểu số 3 của các bạn là trang kiểu thứ nhất là giống nhau hết mọi trang rồi. Kiểu thứ hai là trang chẵn khác với trang lẻ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang kiểu số 3. Đó là cái kiểu khác nhau theo từng chương. Đối với những cái tài liệu dài á, thì nó sẽ có cái yêu cầu này. Khác nhau theo từng chương một. Vậy thì lúc này các bạn phải tạo nhiều trang master. Sau đó mình lít phải vào trang master, chọn là Apply Master to Page. Rồi các bạn sẽ áp dụng. Các bạn sẽ áp dụng đây các bạn. Ví dụ như là các bạn có một cái tài liệu mà mình cần nhiều chương, thì mỗi chương mình tạo A Master. Chương thứ hai mình tạo B Master. Chương thứ ba mình tạo C Master. Sau đó các bạn muốn áp cái trang master này cho những trang nào, các bạn lít phải vào trang master, chọn Apply Master to Page. Trên cái lệnh Apply Master to Page, các bạn sẽ gõ những cái số mà các bạn, những cái trang mà các bạn muốn ép vào. Ví dụ thầy gõ 10, 40 nó có nghĩa là gì các bạn? Nó có nghĩa là trang master này sẽ áp dụng cho từ trang 10 đến trang số 40. Còn các bạn, những cái trang không liên tục thì các bạn đánh bằng dấu phẩy. Ví dụ đây có nghĩa là sẽ áp trang master đó cho trang 5, trang 8, trang 12, trang 7. Rồi, khi tài liệu của các bạn có nhiều trang, các bạn muốn đến trang nào đó, các bạn sẽ nhấn Ctrl Z để các bạn gõ số trang vô. Nha. Vậy tóm lại chúng ta có 3 loại header, footer. Loại thứ nhất
là các bạn sẽ tạo header footer giống hệt nhau trên tất cả các trang. Để làm được điều này, mình sẽ tạo mới một cái tài liệu trang đơn. Thì để có trang đơn, các bạn bỏ check file sin bay, rất đơn giản ha. Rồi thiết kế header footer trên trang master. Kiểu thứ hai đó là mình sẽ tạo tài liệu trang đôi. Trang đôi thì trang chẵn nó nằm bên trái, trang lẻ nó nằm bên phải. Lúc này mình thiết kế cái trang master bên phải, nó sẽ áp dụng cho hết các cái trang lẻ. Thiết kế bên trang bên trái, nó sẽ áp dụng hết cho các trang chẵn. Còn nếu mà chúng ta có nhiều chương thì chúng ta sẽ tạo nhiều trang master. Các bạn còn thấy máy thầy không các bạn? Rồi, thấy không, thấy không? Rồi, bây giờ thầy sẽ tạo một cái tài liệu 100 trang nha. Tạo tài liệu 100 trang. Tài liệu của mình 100 trang. Đó. Ok các bạn ha. Thầy lấy cái trang đơn thôi các bạn, ok. Đó. Rồi. Bây giờ thầy sẽ vào trang A Master. A Master thầy sẽ tạo một cái header. Ví dụ header này là màu đỏ đi. Mình làm màu vậy cho nhanh để mình hiểu thôi các bạn. Rồi. Bên dưới này là đánh số trang tự động ha. Đó, thầy làm đánh số trang tự động làm tới làm lui cho các bạn nhớ bài thôi. Chọn là type insert pixel character marker current page number. Đó, và lúc này các bạn sẽ quy định màu cho nó. Ví dụ trên màu đỏ thôi, dưới màu đỏ luôn đi cho nhanh. Nhanh gọn lẹ ha. Xoay lại để làm kiểu. Rồi đánh số trang tự động thì các bạn sẽ canh giữa nè. Dùng công cụ test canh giữa nè. Chọn màu cho nó này. Đó. Và bây giờ các bạn sẽ lít phải chọn duplicate master. Có nghĩa là nhân nó lên. Duplicate vô các bạn. Ví dụ như là chương 1 là màu đỏ, chương 2 là màu xanh. Rồi thầy lít phải thầy duplicate lên. Đó. Ở đây là chương 3, ví dụ thầy chuyển qua màu xanh lá. Đó. Và bây giờ làm sao áp dụng vào đây? Các bạn xem phần lý thuyết. Để áp dụng vô đó, mình lít phải mình chọn apply master to page. Đó, ví dụ như là chương 1 là từ trang mấy đến trang mấy mình tự quy định. Chẳng hạn như là trang bìa nè, duplicate trang đầu là trang bìa cho nên mình lượm cái nên bỏ xuống. Trang thứ hai là trang mục lục cho nên mình giữ control shift mình chọn xóa đi. Bắt đầu trang số 3 đến trang số 60 mình nói nó là chương 1, vậy thì các bạn sẽ lít phải vào trang A master, chọn apply master to page. Các bạn gõ từ trang 3 nè, trừ cái 60, ok. Kiểu chưa? Chương 2 nè, các bạn lít phải chọn Apply Master to Page. Từ trang mấy các bạn, nãy 60 thì anh này sẽ là 61 đến trang 70 chẳng hạn, ok. Và làm sao biết nó có ép hay chưa? Ngay chỗ này các bạn gõ cho thầy 60. Đó, đây là trang 60, đây là trang 61. Ép rồi nè, các bạn thấy không? Khác rồi nè. Đó. Tiếp tục C Master, lít phải chọn Apply Master to Page. Các bạn sẽ, hồi nãy thầy ép tới trang mấy à? 70 hả? Thì giờ sẽ là 71 đến mấy các bạn? Đến 100. Đây các bạn, mình sẽ gõ trang 71 ha. 71, Enter. Đây. Thấy chưa? Trang cuối cùng lượm cái nên bỏ vô. Để làm trang bìa cuối. Kiểu các bạn. Hoặc nhấn Ctrl Z nè để chuyển nè, ví dụ đến trang 1 gõ 1, ok, xong. Đó, mình coi ha. Rồi vậy thầy vừa trình bày với các bạn có ba cái kiểu header footer. Kiểu thứ nhất giống nhau trên tất cả các trang thì mình sẽ tạo trang đơn. Kiểu thứ hai khác nhau trang chẵn và trang lẻ thì mình sẽ tạo trang đôi facing page. Trường hợp thứ ba là khác nhau theo từng chương. Vậy thì lúc này mình sẽ tạo nhiều trang master. Trong đó tạo trang master thứ nhất, rồi sẽ copy nó ra để được những cái trang master tiếp theo. Áp dụng các trang master thì các bạn lít phải chọn apply master to page. Vậy là xong.
Bây giờ thầy trả máy cho các bạn thực hiện cho thầy ba cái tài liệu. Tài liệu thứ nhất là header footer giống hệt nhau trên tất cả các trang. Có trang bìa và trang mục lục nha các bạn. Control Shift để chọn một cái header hoặc footer trên trang nội dung. Trường hợp thứ hai là trang chẵn khác với trang lẻ, trường hợp thứ ba là khác nhau theo từng chương. Rồi được rồi, bây giờ thầy trả máy cho các bạn sẽ thực hành nha. Thực hành là chiếu lên thầy lấy điểm cộng cho các bạn nha. Trả máy. Có mấy cái trường hợp mà các bạn sẽ làm. Trường hợp thứ nhất là header footer giống hệt nhau trên tất cả các trang. Lúc này đơn giản là mình nhấn Ctrl N, mình tạo một cái file mới. Bỏ check cái file sin bay để nó hiện lên trang đơn. Vậy là mình tạo được cái header footer giống nhau rồi. Header footer double-click vào trang master thiết kế thôi. Ở đây thì chỉ cần các bạn vẽ cái hình chữ nhật ở phần header và footer là đánh số trang tự động. Cái kiểu số 2 đó là trang chẵn khác với trang lẻ, thì khi các bạn nhấn Ctrl N, các bạn check vào chữ file sin bay, nó sẽ tạo ra trang đôi, có nghĩa là nó tạo cái tài liệu có hai cột trang. Cột trang chẵn nằm bên trái, cột trang lẻ nằm bên phải. Lúc này mình double click vào trang master thì trang bên trái các bạn sẽ thiết kế, sẽ cái trang bên trái các bạn thiết kế thì nó sẽ áp dụng cho tất cả các trang chẵn. Các bạn thiết kế trang bên phải nó sẽ áp dụng cho tất cả các trang lẻ. Trường hợp số 3 là các bạn có nhiều chương thì mỗi chương các bạn sẽ tạo một trang master. Sau khi mình tạo xong, mình muốn áp dụng vào, mình chỉ việc click phải vào trang master đó. Các bạn nói là apply master to base. Rồi gõ các cái trang mà các bạn muốn áp vào. Các trang liên tục thì mình sẽ gõ cách nhau bằng dấu trừ. Các trang không liên tục thì mình gõ cách nhau bằng dấu phẩy.